3, 2, 1. Happy New Year. Quẻ bói 30 Tết của chàng Kình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sau khi ông mắc những giai thoại về tài toán số của chàng Kình Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn không ngừng được người đời lưu truyền. Tối 30 Tết năm ấy, Nguyễn Bỉnh Khiêm đang ngồi đàm luận số với người học trò từ xa đến. Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi, ông Say A Nhăn ra bảo người đó chờ một chút. Trong khi đó, ông và người học trò ngồi bấm quẻ để thử xem người gõ cửa có chuyện gì. Cả hai thầy trò đều bấm được quẻ thiết đoản mộc tràng, nghĩa là sắc ngắn gỗ dài. Ông hỏi học trò: anh đón người đó vào đây để làm gì? Anh học trò trả lời: thưa thầy, sắc ngắn gỗ dài theo ý con, người này vào đây chắc chắn chỉ mượn có cái mai đào đất, chứ ngoài ra không có cái gì sắc ngắn gỗ dài nữa đâu. Nguyễn Bỉnh Khiêm cười: tôi đón anh ta vào đây mượn cây búa. Quả nhiên, người gõ cửa vào mượn cây búa thật. Anh học trò hỏi lý do thầy đoán đúng. Nguyễn Bỉnh Khiêm giải thích: như anh bánh quẻ là cũng giỏi, nhưng mức đoán còn thấp. Anh nói sắc ngắn gỗ dài mà đoán vậy, hỏi thử 30 Tết người ta đến đây mượn mai để làm gì. Tôi đoán người ta mượn cây búa để họ bủa củi nấu bánh chưng. Bánh quẻ đã trúng, nhưng phán đoán phải cơ biến linh hoạt mới tránh được sai lầm. Người học trò nghe xong rất khâm phục tài nghệ của thầy mình. Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491 ở làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, Hải Dương, nay là Cổ Am, Vĩnh Hảo của tỉnh Hải Phòng ngày nay. Ông có thân mẫu là người tinh tường địa lý, thiên văn, tướng số. Ông được thân mẫu đào tạo ngay từ nhỏ để thành tài. Ngay từ hồi nhận thức được giá trị của việc học, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã theo được thầy bản nhãn, ấy là cụ Lương Đắc Bằng, để học hành. Trí tuệ hanh thông từ nhỏ, lại được mẫu thân rèn giũa, sớm đã được học giỏi nên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã trở thành một tài năng thực thụ. Sách xưa truyền lại, Lương Đắc Bằng là người giỏi lý học, đã đem sách Thái Ất Thần Kinh ra dạy cho Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhưng có những điều trong sách ấy bản thân ông cũng không hiểu được, sau này chỉ có Nguyễn Bỉnh Khiêm mới tinh thông, tỏ tường. Chàng Kình nổi tiếng với vô số tài năng, chẳng những thế, ông còn được vua vang các triều trọng dụng. Tài chính trị, ngoại giao lỗi lạc, đạo đức thanh cao, tấm lòng vàng ngọc, với văn của ông chính là minh chứng ngời ngời cho một danh nhân đắc Việt.